tim em rồi. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ. Các bạn thân mến, chương trình Tỏ Tình Hoàng Mỹ sẽ được lên sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàng Mỹ với sự đồng hành của ứng dụng Ask Any, là nơi các bạn có thể chia sẻ tất tần tật và có thể đặt ra tất cả các câu hỏi từ nhỏ đến lớn, từ khó đến dễ, mà từ đơn giản đến phức tạp. Thế nên hãy tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Và bây giờ thì xin mời các chàng trai trở về ghế của mình nào. Tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Các em thân mến, không biết là cảm giác của các em như thế nào, nhưng mà đối với chị đến tận ngày hôm nay, cái sự hạnh phúc của Vi Dương á, nó vẫn còn đâu đó ở bên trong của chị. Thì bây giờ cho chị được hỏi Lohan đi ha. Lohan còn nhớ cái kết rất là đẹp của chúng ta ở tập trước của Vi Dương và Wonny không nè? Dạ đương nhiên là nhớ rồi. Bây giờ thì cảm xúc của em vẫn lâng lâng và bài hát của Vi Dương vẫn đang ám ảnh trong đầu em. Vậy thì nếu mà bây giờ có một cô gái xuất hiện và cần Lohan bảo vệ giống như cách mà Vi Dương đã bảo vệ Wonny vậy đó, thì em đã sẵn sàng chưa? Em và các bạn ở đây luôn sẵn sàng. Ai em cũng sẵn sàng hết. Bất cứ người nào luôn. Không từ chối một ai. À không. Tất cả mọi người đều làm chứng nha. Sẵn sàng đón nhận. Còn phải xem cảm nhận của mình như thế nào đã. Tất nhiên là một bạn gái phù hợp với em thì em mới sẵn sàng chứ hả? Dạ vâng. Đúng không nè? Còn Yulun? Còn Yulun? Là sao vậy mọi người? Hôm trước thì hình như có một vài giọt nước mắt của em trong phần tỏ tình của Vi Dương đúng không nè? Và cũng để khẳng định cho em biết một điều là anh đã sẵn sàng ở bên em. À dạ, em tự nhiên mình giấu mình khóc trong lòng mà sao vẫn biết bị phát hiện hả ta? Đúng rồi. Hình như là chị thấy là có người sang lau nước mắt cho em nữa mà đúng không? Đúng. À đúng rồi, là người em khóc ướt hết bờ vai của em luôn, khóc hết ướt hết một cánh tay. Ướt luôn đúng không? Anh xin lỗi nha, nhưng mà cảm ơn em thấu hiểu. Dạ không sao, trả tiền giặt là được. Trả tiền hả? À ok. Không, nhưng mà tại vì chị cũng mới đó cho nên là chị không biết là Duy luôn của chúng ta có phải là một người dễ nước mắt không các bạn. Để xem thử mọi người ở đây hiểu em chừng nào. Trung Huy thử. Trung Huy thử. Dạ thì em không biết nói gì, em hai lời muốn nói là ủa là sao ạ? Là gì đó chị? Là vậy đó. Là vậy đó chị. Cố che giấu cho Duy Luân. Đúng. Nụ cười đó là câu trả lời rồi. Chắc bình thường hay khóc nhè lắm đúng không? Chắc bình thường hay khóc nhè lắm đúng không? Dạ đâu có đâu. Dạ đâu có đâu. Em làm gì biết khóc. Em chỉ khóc thầm thôi.
Em chỉ khóc thầm thôi. Không, nhưng mà chị không, chị cảm thấy chị ủng hộ cảm xúc của em. Mình cứ hãy sống là chính mình, hãy trải qua cảm giác thật của mình như vậy. Dạ. Nhưng nó không có gì mà phải kìm nén cảm xúc của mình cả, đúng không nè? Dạ rồi, cảm ơn chị. Và khi mà Vi Dương đã ra về thì tất nhiên chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới. Đó chính là, mời em giới thiệu nhé. Chào tất cả mọi người, mình là Hiệp Tuấn Trần. Even after all this time, girl, I'm still thinking of you. If I could only press rewind, when I was spending weekends staring at my coffee, thinking of nobody else but me, telling you I'm working, knowing you were hurting, never knowing you were all I need. Và mình đến từ Quảng Ninh. Và đây là lần đầu tiên thì cái cảm xúc của em bây giờ đang rất là hồi hộp và nâng lâng. Hy vọng là các anh sẽ và chị cũng sẽ đồng hành và để ý em hơn một chút trên cái con đường mà em tìm kiếm cái tình yêu của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhiều khi không phải con đường đâu em. Nhiều khi không phải con đường đâu em. Chừng hôm nay là em tới xong em về luôn. Không nhưng mà ủa vậy luôn hả? Tình yêu nó từ ập tới. Em tưởng cái con đường này nó tới được mà. Đó như như Vi Dương mùa 1 ngồi suốt xong mùa 2 đùng cái về luôn. Đúng. Có một người tới cái về luôn. Đúng. Anh nghĩ là vía của Vi Dương sẽ tốt đó. Em cũng hy vọng là thế. Còn mẫu bạn gái của em như thế nào hả Hiệp Tuấn Trần? Mẫu bạn gái của em thì là thường thì sẽ là những cái cô gái mà có cái nét cute một chút và ngoan hiền. Em nghĩ đấy là cái hình tượng đầu tiên mà em sẽ để ý tới. Em có thích những cô gái cá tính không? Mạnh mẽ, gai góc. Ví dụ như chị thì được. Ví dụ như chị thì được. Hả? Ví dụ như chị thì được. Trời ơi, trời ơi. Không, nhưng mà chị vẫn thắc mắc là như chị là như thế nào. Thì em thường sẽ để ý những cái em sẽ tin vào cái cơ duyên ấy. Thì khi mà cảm thấy mình và đối phương có một cái chút gì đấy, có một sự liên kết thì mình sẽ tiến tới thôi, chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Thường nói nghe có vẻ hơi đơn giản đấy, nhưng mà để mà tìm được thì cũng khó đấy. Thế ví dụ như em Hiệp, thì khi một người con gái em nhìn vào ấy, thì cái bộ phận nào trên cơ thể của người con gái mà em thu hút nhất, để ý đến đầu tiên, thấy thu hút nhất? Thực sự là đôi mắt. Đôi mắt hả? Dạ vâng, em rất là thích đôi mắt của những bạn nữ. Đôi mắt cửa sổ tâm hồn hay gì? Thế là còn em, quan trường. Sao anh? Em thì em thích đôi mắt. Em muốn nhìn mắt rồi. Nhau được rồi. Hiệp với quan trường nhìn thẳng vào mắt nhau thử được không? Dễ nảy sinh tình cảm lắm anh. Nảy sinh tình cảm rồi, vậy nảy sinh tình cảm rồi. Tôi ngồi ở giữa là bị ngang quá trời chán rồi. Đứng được không? Rồi hai đứa nhìn đi. Chết rồi. Ô. Chết rồi. Em bảo chết rồi. Không được. Tiên lửa mép cầu kỳ. Chết rồi. Thôi xong rồi. Hiệp nó, anh thấy Hiệp nó có hơi rung động nhẹ chút xíu, rồi, không dám nhìn hả? Rồi chết rồi. Rồi, vậy chị hỏi thêm nè. Vậy thì ngày hôm nay đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ, không biết là em có mang một món đồ gì cho mình trên chiếc ghế đó hay không? Em có mang một món đồ là một chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ này thì mẹ em đã tặng cho em năm sinh nhật em 18 tuổi. Thế khi mà cái độ tuổi đấy thì bắt đầu bước vào đời, bước vào những cái môi trường sống khác, thì mẹ em đã gửi cho em cái món quà này. Và từ khi cầm nó ra ngoài đời thì em thấy nó đã mang cho em rất là nhiều may mắn. Và lần vào đây ghi hình thì em đã mang theo nó. Nhưng mà chiếc đồng hồ nó cũng còn mang ý nghĩa là thời gian á. Dạ. Đúng không? Và trong cuộc sống thì thời gian là thứ rất là quý. Đúng không? Dạ. Nếu như mà mình đánh mất đi thời gian thì nhiều khi cái khoảnh khắc đó nó sẽ
không bao giờ quay trở lại với mình nữa. Cho nên là từng giây từng phút trong cuộc sống của mình hãy sống hết lòng, hãy yêu và hãy làm và hãy thật sự đam mê từng giây từng phút nha các bạn. Rồi bây giờ thì chị cũng đang rất tò mò là cô gái đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ ngày hôm nay có phải là một cô gái độc lập và mạnh mẽ hay không. Bây giờ thì mời các em cùng hướng lên màn hình để đón chào cô gái đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ nha. Xin mời. Oh my god. Tây nhỉ? Hại rồi. Rồi. Anh có biết bạn này hả? Anh có biết bạn này. Nhìn thời trang quá. Bạn này ở Hà Nội anh. Đúng cá tính mạnh mẽ luôn. Người quen của em hả? Rồi. Bạn này ở Hà Nội. Bạn em hả? Không. Wow. Bạn này còn ít tuổi. Bạn này còn khá ít tuổi. Ở Hà Nội đúng không? Tôi có biết ở ở Hà Nội à. Tôi có biết hình như là khoảng 99 đến 2000 gì đó. À vậy hả? Ừ. Em có biết bạn này thôi. Em có biết bạn này ngoài Hà Nội. Mây Ly. Ánh mắt liếc vào chúng tim luôn. Rất cao tiêu phải biết. Chúng tim luôn hả? Chúng tim luôn. Trời. Sau khi xem một chút hình ảnh về cô gái này thì các em thấy cô gái này như thế nào? Mời em Minh Hưng. Xem chỉ cần lướt qua thôi em đã thấy bạn nữ này có một tính cách rất là thẳng thắn, rất là cá tính. Mà rất là... nghĩa là bạn sẽ nghĩ gì và bạn sẽ làm bằng được cái mục đích bạn muốn. Giờ em thì thấy mũi của bạn ấy khá là cao. Mũi của bạn ấy khá là cao. Dạ. Xét về nhân tướng hậu. Dạ em không. Em đoán là bạn này ở Hà Nội. Sẽ là một trong những người bạn của những anh em Hà Nội ở đây. Đúng. Giờ em thắc mắc là tại sao mình không sinh ra ở Hà Nội nhỉ? Tại sao mình không sinh ra ở Hà Nội nhỉ? Để làm gì em? Để đâu cần phải sinh ra đâu, chỉ cần một lý do. Nhưng mà bạn đó ở Hà Nội, bạn đó đã nói là lên đây để tìm người quen rồi. Thì em thấy là em mất cơ hội ở vòng này rồi. Em thấy là em mất cơ hội ở vòng này rồi. Vậy thì bây giờ để biết xem cô ấy có đến đây để tìm người quen hay không thì hãy chào đón cô gái của chúng ta ngày hôm nay nha. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hằng Mây Ly và mình đến từ Hà Nội. Hà Nội, đúng như dự đoán của Trung Huy. Rồi, bạn có thể giới thiệu thêm về mình nữa không? Công việc hiện tại của mình là đang ở Hà Nội hay là đang ở Sài Gòn? Công việc hiện tại của mình là mình đang ở Hà Nội, làm ở Hà Nội và mình đang kinh doanh và làm mẫu ảnh, làm cả diễn viên nữa. Mục đích hôm nay em đến đây là tìm một bạn trai có thể đi du lịch cùng em khắp nơi trên thế giới. Các em có muốn đặt câu hỏi gì cho bạn nữ này không? Mời Lô Hân. Thật ra là từ lúc đầu đến giờ là em bất ngờ rất nhiều với bạn này. Bởi vì nhìn rất là mạnh mẽ. Và cái ánh mắt rất là thu hút. Tức là làm em theo dõi từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà Trần Lê Đức. Nhưng mà Trần Lê Đức. Hả? Khi mà clip nổ lên, Trần Lê Đức có một đôi lời, nó là tôi biết bạn này, tôi biết bạn này. Vậy là lại là một người quen, biết đâu là một người quen tới đây. Chào Hằng, không biết là em có nhận ra anh không? Chúng ta có một người bạn chung là anh Long Hách. Anh có gặp em cách đây vài năm rồi. Anh không nhớ rõ lắm nhưng khoảng tầm 3 đến 4 năm trước. Thì trong cái ký ức của anh thì ngày đấy em còn mong manh lắm.
ngày đấy em còn mong manh lắm. Nhưng mà hôm nay anh gặp em thì anh thấy em đã có khí chất hơn rất là nhiều. Thì vậy là hai bạn là lâu ngày chưa gặp đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ chị mời Lê Đức lên đây xòe bàn tay của mình ra. Nắm thử bàn tay của Hằng xem đây có phải là bàn tay mà Hằng đang tìm kiếm hay không? Được không ạ? Mời Đức nào. Mọi người vỗ tay cổ vũ anh Đức đi nhở. Để run quá, mọi người là đầu tiên được lên đó. Hello em. Chào mừng em đến với Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Anh là Đức. Nếu mà em không có nhớ ra anh thì tay anh có hơi mồ hôi ấy, nên là anh sẽ lau cho nó sạch sạch đi, xong rồi anh có thể cầm tay em được không? Anh có thể cầm tay em được không? Em hơi run, hơi lạnh một chút. Anh không biết là ai may mắn khi mà được em đến đây, nhưng mà anh mong rằng em sẽ thành công với quyết định của mình. Chúc em may mắn nhé. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ok. Vậy bây giờ chị hỏi các chàng trai còn lại nha. Ở đây các em có ai thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới không? Minh Hưng. Dạ. Duy Luân. Em giơ tay hay là em không, chỉ không? Ý là em cũng thích đi du lịch. Em cũng thích đi du lịch. Thích đi khắp nơi trên thế giới. Em nữa, Quang Trường. Em nghĩ là thực ra ở đây ai cũng thích thôi, em cũng thích mà. Vậy thì bây giờ có ai sẵn sàng xòe bàn tay của mình ra để nắm tay cô gái này đi khắp nơi trên thế giới cùng mình hay không? Chị xin mời một cánh tay đưa lên nào. Thực ra là đi du lịch mang tính chất là bạn bè hay là mang tính chất là đồng nghiệp thì luôn luôn sẵn sàng. Còn cái việc là chúng ta phải tìm hiểu nhau, nói chuyện với nhau thì từ đó thì mới nảy sinh được cảm xúc, với biết được rằng là đối phương có hợp với mình hay không. Đó, thì bây giờ em lên đây, em xòe bàn tay ra, biết đâu một dòng điện nào đó nó đúng, nó dạ. Xẹt ngang thì sao? Thì sao? Đúng không dạ. Nè? Chào Hằng nha. Em xin phép mọi người. Xin phép mọi người, xin phép bạn nữ chưa? Xin phép bạn nữ chưa? À, tặng quà, tặng quà, tặng quà. Xin phép mọi người. Không, không có quà. Hằng có thể mở tay ra được không? Wow. Cái này cũng là đích thân Hưng đi chọn. Anh đi chọn để như là một cái điều gì đấy, Hưng muốn tạo một cái cảm giác như là mình gặp nhau như là một cái duyên. Thì Hưng muốn lưu giữ cái duyên này lại. Thì Hưng muốn lưu giữ cái duyên này lại. Thì gặp Hằng cũng là một cái duyên, thì Hưng cũng muốn lưu giữ một cái duyên của Hưng với Hằng ở đây. Thì Hằng có thể xòe tay ra được không? Hay quá, gặp ai anh cũng nói câu đó hết. Thì người ta tập cái văn này từ đêm hôm qua rồi đó. Đúng. Hưng kìa. Hưng nói nghe nè, Hưng, em mua bột lố đúng không? Không, em đúng tự rồi. Chọn đấy. Có thật sự không? Anh chỉ thấy nó khác cái màu thôi đó. Em thấy khác màu y chang à. Hoàn toàn nhá. Với cả là với cả nhân tiện đây thì anh cũng muốn hỏi Hằng một câu là Hằng có thích đi du lịch đúng không? Hằng có thích ăn đồ Thái Lan không? Đi du lịch Thái Lan không? Nhưng mà em cảm ơn vì món quà đó nhá. Em có. Thế thì anh cũng rất thích ăn đồ ăn Thái Lan, bởi vì đặc biệt là cơm Thái. Bởi vì cơm Thái là thơm một cái. Bởi vì cơm Thái là thơm một cái. Thơm một cái. Thơm một cái. Thôi nói thế thôi chứ. Hay quá. Dễ thương. Dễ thương đó. Dễ thương mà. Đây là người ta chỉ là tạo ấn tượng ban đầu thôi. Mọi người hiểu không? Tạo ấn tượng ban đầu thôi. Ok, rất vui được gặp Hằng. Cảm ơn Hằng. Đó, nắm tay hai nè. Rồi, vậy. Cảm ơn em, dạ, cảm ơn okay. Chiếc dầu, một món quà rất là dễ thương của em. Nãy giờ thì em cũng đã quan sát các chàng trai ở đây rồi. Và chị cũng tin là em cũng đã có một sự lựa chọn, một cái rung động riêng cho mình rồi. Em có thể chia sẻ cho chị được không? Mời em. Không phải, không biết có phải là thuyết âm mưu không? Hả? Mà nãy giờ bạn chưa nhìn em lần nào luôn. Này,
thường ấy không nhìn là để đánh trống lảng. Đúng rồi. Đánh lạc hướng thôi, xong rồi cuối cùng mới là người mình muốn đến đó. Cảm ơn em. Nhưng mà khi mà bạn lên bạn nhìn một vòng á, tự nhiên đưa tới đây cái nhảy qua đây luôn. Đưa tới đây cái nhảy qua đây luôn. Bạn né thôi mà, bạn ngại em. Không, nhưng mà thế là em nghĩ khả năng cao là chọn anh ấy á. Tại vì thường những cô gái mà thích một chàng trai thì sẽ cố làm cho chàng trai đấy thích mình trước. Đúng rồi. Theo cái kinh nghiệm của em là như thế. Sao Hiệp? Là em đang suy nghĩ là Hằng sẽ chọn ai? Chọn anh Trung Huy ạ. Theo cái kinh nghiệm của em nha, là đa phần những cái cô gái mà có nhan sắc một chút, xinh đẹp như chị đây, thì sẽ thường là làm cho những cái chàng trai mê mình trước. Đó, em suy nghĩ như vậy. Em biết không? Phụ nữ nguy hiểm nhất khi họ biết mình đẹp đó. Đúng rồi. Bây giờ thì để giải đáp cho những thắc mắc đó thì chúng ta sẽ đến gần hơn với cô gái qua phần từ khóa nha. Ok. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ và chúng ta sẽ đến với phần từ khóa. Ok. Wow. Thao túng tâm lý luôn. Thao túng tâm lý ui. Bây giờ các em chắc có lẽ rất là đang tò mò, chị không biết là ở đây ai sẽ là người hỏi bạn Hằng đầu tiên đây. Mời em Lê Đức. Anh rất là tò mò vào cái 50 km, bởi vì là khi mà đọc vào cái đó thì đấy là cái mà anh không thể giải thích được. Những cái kia thì anh có thể đoán được mờ mờ một chút, nhưng mà 50 km thì khó quá. Em có thể chia sẻ thêm được không? Trong mỗi con người sẽ có một khoảng cách có ý nghĩa, và đối với em, khoảng cách xa nhất là khoảng cách từ nhà bà nội đến trường. Kể từ khi rất còn bé, em đã rất thích xem những bộ phim, và khi mà xem ý thì em đã rất chăm chú và em đã diễn đi diễn lại một cái cảnh nào đó mà em thích ở trong gương. Em cứ diễn và em nhập tâm và em cười. Sau đó khi mà làm xong thì em cười. Và em sau một thời gian thì em đã nghĩ là ước mơ của em đó chính là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Khi mà các bạn đang hối hả ôn thi để thi lên đại học, nhưng mà em thì lại xin nghỉ học thêm tất cả các buổi chiều trong trường để được đi học thêm nghệ thuật. Và quãng đường đó cách nhà bà nội em 50 km. Hầu như là chưa một lần nào em kịp ăn trưa cả. Em đã mua bánh mì để lên xe buýt, ngồi dưới cuối xe và ăn để không ai chú ý đến em. Em vẫn cố gắng thôi, rất vui vẻ, và chỉ cần được sống với đam mê của mình là vui rồi. Quá trình học thì thầy cô và bạn bè cũng khen là có tố chất, có duyên và hợp với nghệ thuật. Và đến cái ngày quyết định, cái ngày công bố kết quả thi ấy, em đã từ quê bắt xe buýt đi lên trường để nhận kết quả trúng tuyển. Khi mà đi đến được nửa đường thì đã có kết quả trên điện thoại. Em đã rửa điện thoại ra và em lướt rất nhiều, lướt đi lướt lại để tìm tên của em, và không có tên em. Lúc đó em đã khóc rất là to. (Cười)
lúc đó em đã khóc rất là to và những người xung quanh đều chú ý đến em. Và lúc đó trời bất chợt trời đổ mưa. Lúc đó em rất là bối rối và không biết đi đâu về đâu cả. Và lúc đó em mới biết là khoảng cách xa nhất là khoảng cách 50 km đó em mà em đã bị thất bại và em không thể nào mà vượt qua được. Nhưng mà chị nghĩ là hiện tại khi mà em ngồi ở đây với tuổi đời rất là trẻ và gương mặt và ngoại hình của em rất là sáng sân khấu, rất là xinh đẹp, thì chị nghĩ nếu như em còn ước mơ đó thì em có thể rèn luyện mình và em có thể tiếp tục thi lại một lần nữa nếu như em thật sự đam mê và muốn chinh phục cái mục đích đó. Em có nghĩ đến điều đó không? Và chị nghĩ là nếu như em quyết tâm thì cái quãng đường 50 km nó không còn xa với em nữa. Ừ, chị tin là như vậy. Vậy bây giờ ngồi ở đây á, ngoài chị là diễn viên ra thì dưới đây của chúng ta như là có hai chàng diễn viên đấy, đó là Duy Luân và Trung Huy. Sau những chia sẻ của Hằng thì các em có lời khuyên gì dành cho Hằng hay không? Chị mời Trung Huy trước nha. Thì thật ra là khi mà anh nghe câu chuyện của em, anh cũng rất là đồng cảm. Anh cũng không cái lúc mà anh muốn học á, đi học trường nghệ thuật á, thì anh cũng không được đi học. Không biết nói như thế nào, nhưng mà anh hiểu cảm giác đó của em. Vậy còn Duy Lương thì sao? Em suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của Hằng vừa rồi? Khi mà nghe câu chuyện của em á, thì anh thấy mình ở trong đó. Bởi vì bản thân anh, em là 50 km đúng không? Còn anh từ Đà Nẵng vào trong Sài Gòn là 1000 cây á, để anh đăng ký được học trường sân khấu điện ảnh. Anh cũng giống như em, khi mà lúc mà cấp 3 của anh, lúc khi anh tốt nghiệp, anh là thích làm diễn viên, anh thích được hóa thân, anh thích được thể hiện được bản thân mình thông qua cái vai diễn. Nhưng mà thời điểm đó, với một cái niềm đam mê cháy bỏng, em và anh vẫn luôn là tin vào khả năng của mình và rất cái tôi của mình rất lớn, mặc dù ba mẹ mình không cho mình theo đuổi con đường này. Cho đến khi mà mình cứ bị cố chấp, mình thi, anh cũng thi 2 lần và 2 lần của anh đều bị rớt. Nhưng mà nói rớt ở đây, nếu như mình không có thật sự quyết tâm với nó, mình không thật sự mà cháy với nó nha, thì anh nghĩ là đâu đó sẽ không có anh của ngày hôm nay, anh sẽ không có ngồi ghế ở này và được gặp em. Cho nên anh hy vọng rằng khó khăn chỉ là giúp cho chúng ta mạnh mẽ và bản lĩnh hơn thôi. Anh tin là vậy. Và con đường trải cho mình thảm đỏ, thì trước khi chúng ta trải qua cái thảm đỏ đó, chúng ta phải bước lên cái gai góc em ạ. Cho nên là hãy cố gắng lên nha. Cảm ơn anh. Lohan. Thực ra em là một diễn viên và và em hiểu cái cảm giác của Hằng, cái cảm giác mà lướt cái danh sách mà không thấy tên mình ấy, rất là bất lực. Thực ra là anh không có một tuổi trẻ như em để anh đi học diễn. Anh đã từ bỏ cái công việc, đợt trước anh có một công việc rất tốt và anh đã từ bỏ hết, vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để anh được làm ca sĩ, được làm diễn viên. Thì đối với anh ở thời điểm đấy, anh chỉ có những chương trình truyền hình thực tế như kiểu là Việt Nam Next Top Model là những cái mà anh có thể tham gia và có tên tuổi để làm, chứ anh không có một mối quan hệ nào ở trong showbiz hết. Nhưng mà cuối cùng khi mà công bố cái danh sách thì anh đúng như em ấy, là anh đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung vào cái ngôi nhà chung này mà không thấy tên mình là anh cũng rất bất lực. Nhưng mà anh phải cảm ơn, sau cái lần thất bại đấy, anh đã có những thay đổi và anh bước vào miền Nam, anh tự đi học diễn xuất. Anh mất 3 tháng để đi học diễn xuất và anh bắt đầu tìm những mối quan hệ từ việc anh đi đóng vai quần chúng và anh đi lên. Thì anh nghĩ là sau mỗi một cái thất bại của em thì đấy là nó sẽ mở cho em một cánh cửa mới, và quan trọng là mình sẽ thay đổi bản thân để mình theo đuổi được cái đam mê của mình. Quê hương của chị thì có rất ít người hoạt động nghệ thuật, cho nên là khi mà chị nói là chị lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp và thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa diễn viên kịch điện ảnh, thì gia đình
và mọi người thân rất là e dè, và ngay chính bản thân chị nữa, bởi vì mình gia đình mình không có nền tảng là nghệ thuật, mà dạ, một thân một mình lên Sài Gòn để mình thực hiện đam mê của mình. Tất nhiên mình sẽ phải có rất là nhiều thất bại, bởi vì mình là người trẻ mà. Nhưng mà chị nghĩ là sau mỗi thất bại đó thì các em phải hỏi lại chính bản thân mình, tại sao mình lại thất bại, và mình phải rút ra cho mình kinh nghiệm đó, và mình phải cố gắng và mình phải rèn luyện. Có nghĩa là trong 10 năm chị phải phấn đấu rất là nhiều, và chị sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nếu như bạn muốn thành công, hãy khát khao thành công nhiều hơn là nỗi lo sợ của sự thất bại. Cho nên là chị nghĩ là nếu như em còn yêu quý công việc diễn viên, và nếu như em thật sự còn muốn học ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội á, thì em hãy can đảm lên và em hãy rèn luyện, và em hãy một lần nữa thử sức mình. Và biết đâu một lần nữa thì tên của em sẽ được nằm trên danh sách thí sinh được lọt vào trường sân khấu điện ảnh, đúng không nè? Rồi bây giờ thì chúng ta đến với từ khóa tiếp theo nha. Bản thân em ấy thì cũng là một người hồi bé cũng sống xa ba mẹ, thì em muốn hỏi là cái từ khóa là niềm tin của bố. Bởi vì trước đây em cũng sống xa ba mẹ từ hồi bé, nhưng mà tất cả những cái yêu cầu mà hay là những cái mà em hướng đến ấy, thì bố mẹ em đều tin tưởng và đồng ý. Không biết là Hằng như nào, nhưng mà em muốn xem từ khóa của Hằng là niềm tin của bố. Cái con đường mà em đang theo đuổi, đó là đam mê mà em đã nuôi nấng từ bé. Cả nhà em ai cũng biết, bố em là người chi ra cho em toàn bộ số tiền mà em đi học thêm. Nhưng mà từ ban đầu bố em có nói với em một câu là nghề này nó bạc lắm, con không hợp đâu, đừng có theo. Thực sự là bố em rất là chiều chuộng em. Bố em đã khuyên em như thế, nhưng mà thấy em vẫn đam mê cháy bỏng, bố em vẫn quyết định ủng hộ em. Cái ngày mà em có kết quả công bố có trúng tuyển hay không ý, thì về ăn bữa cơm trưa có cả bố lẫn mẹ, bố em đã mắng em một trận tơi bời trong một bữa cơm đấy. Và bữa cơm đấy là bữa cơm chan nước mắt của em luôn. Em biết là bố em rất là thương em và lo lắng cho em. Em đã phụ lòng bố em. Em đã không đạt được bởi vì là bố em, khi mà bố em đã khuyên ngăn em như thế mà em vẫn quyết định theo đuổi. Bố em đã ủng hộ em nhiệt tình, nhưng mà em không làm được cái điều đấy. Em đã phụ lòng bố em. Bây giờ bố đã ủng hộ em trên con đường nghệ thuật chưa? Bố em ủng hộ rồi ạ. Vậy thì em có nhớ phản ứng đầu tiên của gia đình mình có giống như gia đình Trung Huy không? Là khi mà hình ảnh của em được phát sóng trên TV ấy, rồi những người thân yêu của em phản ứng như thế nào? Thực ra thì cả nhà em đều luôn luôn săn đón những bộ phim mà em đang đóng. Và bố em, lúc đấy bố em có nhắn, lúc đấy em không ở nhà, và bố em có gọi điện cho em và nói là Hằng ơi, bộ phim con đóng tên là gì ý nhỉ, để bố lên YouTube bố xem. Và xem xong thì thực ra thì em biết là một người đàn ông hoặc là một người bố thì rất là ít khi thổ lộ tình cảm với con của mình, nhưng mà em biết là những cái cử chỉ hành động và chỉ cần một câu hỏi đấy thôi là em biết là bố em cũng đang rất là vui với những gì mà em đang đạt được. Và chị tin là cho dù bố có khắc khe với em đi chăng nữa, nhưng mà khi mà khoảnh khắc mà thấy con gái của mình ở trên TV thì bố của em đã rất là tự hào. Chị nghĩ là như vậy, đúng không Hằng? Vâng ạ. Dạ. Cho em hỏi từ khóa là thao túng tâm lý. Thao túng tâm lý. Anna Bắc Giang. Anna Bắc Giang. Thực ra thì đến tận bây giờ em cũng không biết là em là người thứ ba hay bạn nữ kia là người thứ ba nữa. Hả? Em và một bạn nam có quen nhau ở trên mạng xã hội, và trùng hợp là cũng gặp nhau ở một sự kiện. Em còn nhớ là thời tiết lúc ấy là đang chuyển giao từ thu sang đông. Lúc đó là em đang bị cảm cúm. Bạn đó nghe chuyện điện thoại với em, thấy giọng em khác mọi khi. 30 phút sau bạn ấy đã gọi điện cho em, nói xuống nhà có chút chuyện ý. Thì em cũng xuống. Em thấy bạn đấy mang một
lọ chanh muối đến cho em và nói là em lên nhà dùng luôn đi để cho cái họng em nó ổn lại. Và lúc đấy em nghĩ là bạn nam này cũng khá là tinh tế và biết quan tâm người khác. Yêu nhau được tầm 3 tháng thì em thấy bạn ấy có rất là nhiều biểu hiện lạ. Đi ăn với nhau thì lúc nào cũng cầm điện thoại. Và em thấy bạn ấy bảo vệ cái điện thoại khá là kỹ, chặt chẽ. Và một ngày tình cờ khi hai đứa đang ngồi xem ảnh, xem điện thoại, và bạn ấy có nhấn vào phần Zalo để có việc gì không biết, nhưng mà lúc đó em thấy tên chị gái và em có đọc lướt qua là thấy công chúa của anh. Trời đất, em có nhấn vào đọc luôn. Công chúa của anh ngủ ngon nhé, anh yêu em rất nhiều. Trời đất ơi, những cái dòng đấy nó y hệt như những cái dòng mà bạn ấy nhắn tin cho em mỗi tối. Thực sự là em khá là sốc. Không phải khá đâu ạ, mà là rất là sốc. Em đã hỏi là ai đây. Bạn ấy có nói với em là đây là người yêu cũ 4 năm rồi. Thực ra thì em sẽ không bao giờ chấp nhận một người yêu của em mà đi chia sẻ tình cảm như vậy và không rõ ràng trong chuyện tình cảm. Mặc dù vẫn còn yêu, nhưng em sẵn sàng cho bạn ấy quay lại với người yêu cũ nếu như muốn tiếp tục quan tâm. Và em có thể đi bất cứ lúc nào, và lúc đó em muốn đi luôn ngay lập tức, và em đã đi. Bạn ấy có níu kéo em và xin em là cho bạn ấy một cơ hội. Bạn ấy sẽ chấm dứt với bạn kia. Sau đó thì em cũng tha thứ cho bạn ấy, bởi vì là bạn ấy sẵn sàng làm như thế vì em mà. Em đồng ý. Chưa đầy một tiếng sau thì em có mượn Gmail của bạn ấy có việc một chút. Thì trời đất ơi, em không hiểu sao bạn ấy lại không xóa tin nhắn đi. Ở trong phần Gmail đấy có một tên của bạn nữ với dòng tin nhắn là: hồi nãy có mẹ anh ở bên cạnh, anh phải nhắn như thế để cho mẹ anh đỡ chửi. Em cầm cái điện thoại như này. Em cầm như thế luôn đấy. Bạn ấy có đuổi theo em và khóc lóc, van xin, tự tát vào mặt mình nữa. Và em lại cho bạn ấy một cơ hội. Vậy là từ thao túng ở đây là em đã bị thao túng. Đúng không? Đúng rồi ạ. Không biết là ở đây 8 chàng trai của chúng ta có ai từng thao túng chị em phụ nữ nào chưa ạ? Mấy anh em toàn bị thao túng thôi chị. Đúng rồi. Vậy em cũng rất là sợ bị thao túng tâm lý. Vậy thì các em dù sao cũng là những chàng trai rất là tài năng, rất là đẹp trai. Thì chị nghĩ là xung quanh các em cũng có rất là nhiều bóng hồng, đúng không nè? Vậy thì bây giờ chị cũng sợ quá. Thì chị nghe xong câu chuyện này chị cũng cảm thấy là chị hơi sợ. Cho nên chị muốn hỏi các em là bây giờ mình làm cách nào á để mình có thể biết được những biểu hiện của một cha nam. Cha nam? Một người đàn ông xấu. Quá quá tà. Không, bây giờ chia sẻ kinh nghiệm cho chị đi. Thì em nghĩ là nếu như mà người không ta cho mật khẩu tài không khoản trang xã hội mật khẩu đúng không, cho mật khẩu đó, không cho mật khẩu điện thoại này. Còn gì nữa không? Hoặc là những cuộc trò chuyện bí mật. Cuộc trò chuyện bí mật luôn. Đang trò chuyện. Ủa, cuộc trò chuyện bí mật đó tạo sao vậy em? Không, ý em kêu là em biểu hiện em đó là biểu những biểu hiện mà chị đang hỏi. Những biểu hiện thì em đó là em phán đoán vậy thôi. Cuộc trò chuyện bí mật, thực sự là anh không biết sao. Dạ, hoặc là những cuộc nói chuyện sẽ tự ẩn tin, sẽ tự mất tin nhắn luôn. Có vấn đề không? Dạ, thì ý em nói là như vậy. Thế là em chắc anh hay sẽ tạo cuộc trò chuyện bí mật đúng không? Đúng. Đâu có đâu, kinh nghiệm thật đấy. Còn gì nữa không các em? Là không cho biết mật khẩu nè, cuộc trò chuyện bí mật nè, tự nhiên biến mất mà không có lý do. Tự nhiên biến mất không lý do, gọi điện thoại hoài không bắt máy. Không, gọi điện thoại lúc đó mà gọi điện thoại không bắt máy là do điện thoại ở cầm đồ. Bắt máy là do điện thoại ở cầm đồ. chứ không phải là do là biến mất đúng không? Hợp lý. Bởi vì đôi khi mình đã có nhiều trường hợp option. Đó, rồi ba đây nè. Không, nhưng mà tự nhiên biến theo như em xem TikTok có 180 phút thì thấy như các bạn nữ thường nói là
những cái buổi date đầu tiên á, mà bạn trai mà tắt wifi hoặc là tắt trạng thái hoạt động hay là tắt để chế độ máy bay gì đó thì khả năng là cha nam rất là cao. Tắt là một chế cái độ biểu hiện mà các bạn nữ nên đề phòng. Dạ. Nên để ý. Hay, đó, chế độ máy bay ha. Còn gì nữa không các em? Thực ra nếu mà theo cá nhân của em, nếu mà cha nam thì khi mà bắt đầu tán tỉnh một bạn nữ ấy, thì họ hay hứa những cái điều mà giống như kiểu là em là cái người đặc biệt nhất từ trước đến giờ và anh muốn có một mối quan hệ lâu dài với em. Ồ. Đâu cũng chưa chắc người ta yêu nhau thật, người ta vẫn hứa nhau thế mà. Không, nhưng mà thực ra lúc tán tỉnh ấy, lúc ấy là chơi yêu. Nếu mà nói những cái lời đấy với cá nhân em thì em thấy nó hơi sớm và nó quá là gọi là dễ dàng nói ra những cái vấn đề quá. Ờ. Theo em thì những cái đấy thì nên hành động hơn. Ok. Còn gì nữa không ạ? Theo em thì cha nam thường hay có tật giật mình. Hay có tật giật mình? Dạ vâng. Có nghĩa là anh đi đâu vậy? Có nghĩa là anh đi đâu vậy? Dạ. Anh đi đâu vậy? Sao giờ này anh mới về? Anh ấp úng liền. Anh nói với em là 9 giờ em về mà bây giờ 10 giờ rồi, sao anh giờ anh mới về? Mấy thằng bạn anh nó kêu ở lại rồi sao giờ? Cái gì? Bạn anh kêu nói lại thì ít nhất anh cũng phải nhắn tin cho em biết chứ. Thì anh muốn gọi đó nhưng mà không có sóng điện thoại sao gọi? Tại sao lại không có sóng điện thoại? Anh ở đâu? Anh ở ngoài vùng phủ sóng. Anh ở ngoài vùng phủ sóng. Anh ở ngoài vùng phủ sóng là anh ở đâu? Trong vùng phủ chăng. Đúng rồi. Trong vùng phủ chăng. Ý là bây giờ ABCD. Thật ra là em nên tin anh đó, đó đó là những biểu hiện đó. Đó chính xác luôn. Còn những đặc điểm bên ngoài thì có thể là cha nam thường là đeo nhẫn ngón trỏ mà hai tay hai bên, đeo nhẫn ngón trỏ mà hai tay hai bên. Đó. Đó. Xè bàn tay. Rồi hay thể hiện ta đây là thích giày. đó hay kiểu để tóc hai mái rồi để tóc hai mái kiểu như là ta đây hiền lắm là tóc đen rồi các thứ đó đeo một cái xích rất là bự. Thường cha nam là hay vậy đó chị, em thấy vậy. À vậy hả? Nhưng mà có một loại cha nam nữa thường thích mà những người mà gọi là em có chia sẻ gì về cha nam? Rồi thôi bây giờ mình qua từ khóa tiếp theo nha. Chị tin là những cái gạch đầu dòng vừa rồi sẽ giúp cho chị em mình rút kinh nghiệm ở lần sau và sẽ không bao giờ bị thao túng tâm lý nữa nha em. Cố lên nha. Từ khóa tiếp theo em muốn hỏi Hằng, đó chính là từ khóa là về tiền. Thì tiền là một cái thứ nó rất là nhạy cảm. Vì thế thì anh muốn hỏi em là quan niệm của em như thế nào về tiền và em nghĩ như thế nào? Đối với mọi người, một số người, tiền không phải là tất cả. Nhưng đối với em, tiền là công cụ để đo giá trị của mình. Trong suốt 1-2 năm đầu, những ngày đầu mà em ra ở riêng ấy, em thực sự rất tủi thân. Rất nhiều lần em khóc một mình. Bởi vì em sống một mình mà, em không sống hay là ở chung ở ghép với bạn nào cả. Thực sự thời gian đó khá là khó khăn đối với em. Em đã chạy đi chạy lại, quay chụp những cái job mà bé nhất từ 300.000 đến 500.000. Em có kinh doanh bán mỹ phẩm online và thực sự là may mắn em đã kiếm được một khoản. So với những bạn đồng trang lứa với em thì đó là một khoản lớn. Và em đã dùng số tiền đó để đi du lịch và mua quà cho bố mẹ. Và em nghĩ tiền rất là quan trọng. Và nếu như khoảng thời gian đấy em ra ở riêng thì em không có tiền thì thực sự là em sẽ không làm được bất cứ điều gì cho mình cả. Chính vì thế là bản thân mình có giá trị thì mình cần phải kiếm tiền. Vậy thì theo chị thấy á, một số cô gái hiện nay có quan điểm trong tình yêu là khi đến với tình yêu thì phải đi đôi với vấn đề kinh tế. Có nghĩa là khi mà cô ấy chọn đến với một chàng trai đó thì chàng trai đó phải có thể có đủ thôi. Chị không cần phải không nói nó là đòi hỏi quá cao đi. Nó đủ để có thể chăm sóc cho người bạn gái của mình. Thì theo các em đây là thực tế hay là đây là thực dụng? Em nghĩ đây là thực tế. Bởi vì dù sao các bạn nữ cũng đã rất là vất vả để có được một cái ngoại hình đẹp.
có được một cái vị trí tốt trong xã hội hay là có được một cái công việc tốt, thì tất nhiên rồi, các bạn đã lên được một cái vị trí như thế thì cái đòi hỏi của các bạn cũng phải có chứ. Bọn em là nam giới, bọn em cũng có những cái gu riêng của bọn em, nên là em nghĩ đây là thực tế thôi, không có cái gì mà phải hão huyền hay là cái gì cả. À, em xin cắt lời anh Đức một Đức một chút ạ. Đó chính là em đã nói em rất thích đi du lịch đúng không? Và hôm nay em đến đây là em muốn tìm một chàng trai có thể đồng hành cùng em đi du lịch và một đất nước mà em rất là thích, và chính là Thụy Sĩ. Nhưng mà để đi du lịch là cũng phải có tiền á em, đúng không? Dạ. Ví dụ như bây giờ em gặp một chàng trai nhưng mà người ta chưa có đủ khả năng kinh tế để đưa em đến nơi đó thì sẽ như thế nào? Thực ra đối với em ý, em chỉ cần một người con trai. Thực sự thương em và yêu em. Yêu em một cách chân thành là đủ rồi. Nếu như không có thì em cũng có thể. Nhưng mà có nhất định là phải Thụy Sĩ không? Hay là đi đâu cũng được, miễn đi cùng nhau? Nếu như đi Thụy Sĩ được thì tốt, còn nếu không thì mình có thể đi mọi nơi ở Việt Nam. Ok. Cũng được mà, chỉ cần đi cùng nhau là được. Đúng rồi ha. Rồi. Mình còn một từ khóa cuối cùng, đó là chạm vào hạnh phúc. Chị mời em chia sẻ với các bạn luôn nha. Mỗi một người diễn viên sẽ có một vai diễn mà mình cảm thấy tâm đắc, đúng không ạ? Đúng. Thì đối với em, sau khi trải qua kỳ thi và em đã thất bại, sau đó em đã đi casting rất nhiều và em vẫn theo đuổi đam mê rất là cháy bỏng. Và thật là may mắn em đã được nhận một vai nữ chính của bộ phim Chạm vào hạnh phúc. Em đã được gặp gỡ những cô chú anh chị rất là nổi tiếng và có kinh nghiệm trong nghề. Bộ phim Chạm vào hạnh phúc cũng đã giúp em chạm được vào niềm đam mê của em. Và hôm nay em đến đây, em cũng muốn chạm vào trái tim của một chàng trai mà em thực sự cảm mến. Hình như là chị thấy ở dưới có một trái tim. Đó, đây nè, đây. Đâu, đâu, bây giờ em lật lại cho chị đây, xem là tên là gì? Lật một vòng tròn trái tim cho chị xem đã khắc tên ai lên chưa? Chưa. Đấy, trái tim này còn đang rất là trống. Trống và nóng bỏng. Đây, biết đâu được thì ngày hôm nay Hằng sẽ được ghi tên vào trái tim của em, đúng không Minh Hưng? Được. Em có muốn chạm vào trái tim đó thử không? Thôi cho chị mượn trái tim đi. Rồi, chị mời em. Bây giờ mình chạm vào trái tim này thôi nha. Ồ, tính ra là nãy giờ Minh Hưng với Hằng cũng lên đây khá nhiều. Chạm vào nhau hai lần rồi đấy. Chạm nhẹ thôi à? Có thể chạm. Đây là trái tim của Minh Hưng. Hy vọng rằng Hằng sẽ cảm nhận được cái điều gì trong đấy. Sợ coi có thể đập không? Trái tim này hơi cứng ạ. Đúng. Trái tim này sắt đá. Sắt đá. Sắt đá nhưng sẽ mềm mỏng với đúng người và đúng thời điểm. Rồi. Đấy. Bây giờ muốn biết đúng người, đúng thời điểm hay không thì mình thay đổi không khí một chút ha. Dạ. Yeah. Mình đến cái tiết mục mà các em thích nhất á. Trò chơi. Trò chơi nhầm, mình đứng lên nào em. Trò chơi. Năng lượng lên nè. Bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng đến với phần trò chơi. Chào mừng các bạn đã đến với phần trò chơi. Chơi trò. Và bây giờ còn chần chơi gì nữa, mời 8 chàng trai của chúng ta hãy chạy nhanh lên đây nào. Yeah. Trời cười. Đánh đắp tay hả? Gì vậy? Ủa? Tiểu phẩm ấy chị. Ủa? Chuẩn bị cho tiểu phẩm. Chuẩn bị cho tiểu phẩm. Ủa sao vậy? Chơi gì mà cầm búa. Ủa mà chơi gì mà cầm búa vậy em? Dạ. Em muốn
không biết chơi gì thì phải lên đây chứ. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ phổ biến luật chơi nhá. Là bây giờ bạn đầu tiên sẽ phải đứng ra đây để nhảy một động tác. Oh my god. Người thứ hai sẽ đi ra và sao nhảy một động tác và đâu sao chép động tác đó và sáng tạo thêm một động tác khác. Sáng tạo thêm một động tác mới. Ôi, khó vậy. Thôi xong. Và cứ như thế liên tiếp đến người cuối cùng, chúng ta sẽ tạo ra một tổ hợp động tác và nếu như ai làm sai thì sẽ phải nhưng mà cái điều một quan trọng hơi như lại này vào đầu. Nhưng mà cái điều quan trọng là em phải phân bố ai là người đầu tiên và ai là người cuối cùng cơ. Chắc chắn rồi ạ. Chứ bây giờ nếu mà để bọn anh tự chọn thì hay là thôi anh em mình win đi, chứ để em bị phân thì anh em lại bảo là không công bằng. Thôi nói chung là mình cho mấy đứa mới vào trước để cho nó không những người trẻ tuổi anh ạ. Anh nói thế những bạn trẻ tuổi. Bạn trẻ tuổi xếp tên theo ABC ấy. Nhưng mà bọn em trẻ tuổi, bọn em sợ bọn em học nhanh á, xong rồi các anh không theo được đâu. Hey! Kìa, các anh phải lên trước đây. Khinh mấy cái anh già này à? Bọn anh già thôi nhưng mà bọn anh rất ok đó. Tức là xương khớp vẫn chắc chắn lắm người đúng không? Nhảy một anh Lô Hàn cũng còn đi tập nhảy đều hoàn hảo luôn. Ok, rồi, chơi lên đầu. Ok, lên đầu luôn. Rồi, xe. À lên đầu. Minh Hưng lên đầu. Minh Hưng. Minh Hưng luôn em cây đầu luôn rồi. Số 1, 9 thằng số 8, 9 thằng Minh Hưng. Ok. À mọi người có thể cho một miếng cho em. Cho có cây đầu nha, cây đầu không ai chống đâu đó. Có thể cho tụi em miếng nhạc được không ạ? Cho tụi em một miếng nhạc. Cho em lên đầu là sai lầm nhá. Xin xin. Ok. Ok, bắt đầu ạ. Dữ vậy? Dữ vậy. Sai rồi. Một cái thôi. Rồi. Ok. Cái gì vậy? À không. Ôi trời, sao em là người em chỉ định đúng không? Ờ. Em xong em thì được chỉ định. Đúng rồi, chính xác. Đây. Anh giỏi lắm. Quê. Ê, cho anh xin lên quế. Cái gì đấy, Huy? Đấy, đúng rồi, tiếp theo là... Đấy, mọi người phải lắm rồi đấy. Tiếp theo là gì? Ôi, thế thôi, đừng dài quá. Dài quá, dài quá, dài quá. Dài quá, không nhớ. Dài quá, không nhớ. Em ơi, từ cái xoay xoay rồi, từ cái xoay rồi. Đá xuống từ từ. Ra được. Đó, ngã, đúng không? Ngã, bật lên. Đúng rồi. Bật lên, bật lên, bật lên, bật lên. Ai từ từ. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi đi. Uốn. Sai rồi. Ai từ lên. Sai rồi. Ai từ lên. À đúng rồi, uốn. Phải uốn chứ. Thầm lên. Đúng rồi. Xong rồi. Hay lắm, hay lắm. Ê, cho anh lên trước đi, đấy, cho anh lên trước đi. Em chút. Lên trước đi. Về sau khó. Nhớ nhớ nhớ. Mọi người cùng cổ vũ cho anh ấy đi ạ. Là một trận đấu này. Thiếu. Em phải kê đâu. Em phải kê đó. Bật bật tôm, bật tôm, bật đúng không? Đúng rồi. Santo lên, bật lên. Búa à? Búa. Không, không được nhắc bài, không được nhắc bài. Đó.
Đang tiếp. Ok. Ui, khó thế. Wow. Xong rồi. Bật lên anh. Người cao tuổi. Qua 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 cho qua nữa, qua nữa. Qua rồi, nhờ, nhờ. Bảo không vậy? Xong rồi. Cái gì tầm? Xong rồi, Cang Chun ạ. Xong rồi, em chưa? Anh để chưa? Hôn, vào tai nữa. Đúng rồi. Hôn ở mông chứ ta. Không gì hết ta. À, uống lượng. Cái gì đấy? What the fuck? Xong thôi. Cảm ơn chân. Thôi xong hiệp rồi, hiệp nó căng thẳng này, nhìn mặt nó ngu rồi. Kêu trẻ tuổi. Mọi người không kịp thế được không? Hay quá anh tôi. Hay quá anh tôi. Uốn người anh ạ, đúng rồi. Hay quá. Ai bắt đầu mới nhảy vậy? Đào như nào tay, nào? Tay như nào nào? Rồi một. Rồi, ke đầu. Ke đầu. Đúng rồi. Rồi, bật tôm. Đúng rồi. Ai nhắc thì sẽ bị phạt nha. Nãy giờ em đếm, hình như là ai cũng nhắc ý. Trời ơi, xong rồi. Rồi, làm tiếp đi. Đó, đúng rồi. Xong rồi à. Để, đúng rồi, chính xác. Ôi, vô qua thầy lắm. Wow. Nào, động tác của Hưng này. Cái gì ta? Hắc mỏng. Rất. Quả này là ai cũng bị đánh của em đúng không? Xong em sao? Của em. Thôi, của em. Em làm một quả finish thật ghê gớm luôn à. Yeah. Sau. Rồi tới em cuối cùng. Cứu tôi. Em cuối cùng. Em được hết đâu. Sao em hỏi là từ nãy đến giờ có ai làm sai không ạ? Hồi nãy giờ là không ai nhảy luôn đó em. Trừ người đầu tiên. Vâng ạ. Hơi động thôi. Có dư luận. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng nhau nhảy trên nền nhạc chung và với tất cả những động tác vừa rồi ạ. Nhảy vừa lỡi. Nào anh em xông lên. Okay, nào. Xem đội hình. Tôi chơi đi bướng gì đâu. Nào anh em xông lên nào. Từ từ. Nào xuống nào. Chào. Xuống. Ôi, xong rồi, cái gì à? Xong rồi, chạy vào, nha. Rồi, sao nữa ta? À, xong rồi, cái...
ấu luôn đó. Đúng rồi. Luôn. Đấy, xong, xong, xong. Đấy, rồi. Rồi xong xong, một quả thôi, một quả thôi, một quả thôi. Sao nữa? Không như này. Không như này. Như này như này anh em ơi. Ngược lại, ngược lại, ngược lại. Hay quá. Ôi. Ok thôi, về chỗ. Ok thôi, về chỗ. Về. Nhưng mà đã xong đâu. Hay quá, nhảy sung quá. Thực sự là từ nãy đến giờ em thấy những chàng trai của mình ai thực sự cũng rất là tài năng luôn ý. Mọi người cùng nhau vỗ tay thưởng cho mình. Thật sự là tài năng. Có thật sự là tài năng cho em. Thật sự đâu đó họ em à, tài năng đúng không? Dạ. Ok ok. Bây giờ em mời các anh về chỗ ạ. Em có nhẹ tay quá với hai chàng trai của chị không Hằng? Thực ra thì em cũng thấy hơi nhẹ tay bởi vì đây là lần gặp đầu tiên ấy, thế nên em phải tém tém một chút. À, lần đầu tiên nên mới vậy thôi đúng không? Đúng. Mình gặp nhiều lần là nó khác rồi đúng không? Đúng rồi ạ. À, nhưng mà sau phần trò chơi thì chị nghĩ là ít nhiều gì em cũng hiểu được tính cách của các chàng trai đây đúng không? Dạ. Riêng bản thân chị thì hồi nãy chị ngồi ở dưới thì chị thấy 8 chàng trai của chị ở đây rất là tài năng. Chứ chị thấy ở đây tất cả các em ai nhảy cũng rất là đẹp. Số 1 mà thích, rất là dễ thương. Nhưng mà quan trọng là bạn nữ kế bên của chị suy nghĩ như thế nào về các em nữa. Cho nên là bây giờ thì chị mời em một lần nữa bấm lựa chọn chàng trai ngày hôm nay của mình nha. Rồi, mời em. Canh chun, sao làm gì mà căng thẳng vậy? Người ta nhìn thôi mà làm gì căng thẳng ba? Canh chun vào dặm make up đi kìa. Tí nữa để đem đây. Bóng lắm hả? Đúng. Ồ, lại là lựa chọn này sao? Sao chị cứ lướt sang em vậy? Đừng dặm make up, Nhiều khi chị đánh lạc hướng rồi sao? À, đây chị đánh lạc hướng. Chị nhìn sang đây nhưng mà bạn chọn ở đây là sao? Lạc hướng. Nhưng mà trước khi biết được danh tính của chàng trai ngày hôm nay Hằng chọn thì chúng ta sẽ đến với một phần tiếp theo của chương trình. Đó chính là phần tỏ tình ngược. Tải ngay ứng dụng Ask Any để sử dụng chat GPT Plus miễn phí ở Việt Nam. Xem hướng dẫn tải và sử dụng ở link dưới comment nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn mỹ.